my energy. Instead, you take up all the energy I have inside, and I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore, 'cause I can't stop you from running around through my mind. Won't stop running, never will. Mọi người, lần đầu gặp là Khanh đây. Bây giờ thì Khanh đang trên đường đi ra trung tâm, đi trà xuống với bạn Khanh. Hôm nay là ngày cuối cùng Khanh ở Helsinki rồi. Ngoài trời nó hơi ảm một chút xíu, thời tiết vào tháng 2 chẳng bao giờ đẹp hết. Ok, đây là gặp lại trung tâm nhé. Đây thời tiết vào tháng 2. Wow, kinh khủng. Em uống trà sữa ở đây nè. Chị à, sao mặt đời đẫn vậy chị? I'll take some melatonin pills this time. Buổi sáng hôm nay là Khanh đã đến sân bay và làm xong hết thủ tục giấy tờ. Bây giờ Khanh đang đi dạo vòng vòng duty free coi có gì mua không, nhưng mà không có gì mua hết. Cái gì cũng mắc hết, nhưng mà sân bay làm lại nhìn rất là dễ thương. Để cho các bạn xem. Đang đứng ở quầy nước hoa đây. Còn internet Khanh từng có chơi này rồi, mùi khá ổn. Ở dưới đây thì là Gucci. Khanh từng có chai màu đỏ nằm dưới thì nó có nhiều chai hoa hẹ hơn. Chơi vậy đủ rồi. Bây giờ đi ra cái gọi là cái cổng của mình thôi. Cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much. Khanh tới cổng ngồi chờ rồi. Bây giờ thì Khanh sẽ ăn sáng. Lúc sáng trước khi Khanh đi khỏi nhà thì Khanh có làm bánh mì với lại chả lụa. Bây giờ Khanh sẽ ăn sáng. Trời, Khanh kiểu vác hai cái vali bự, xong rồi vác một cái hành lý xách tay, rồi đeo thêm cái ba lô nữa, bốn kiện. Trời, mà cái hành lý bự của Khanh á, nó không có chịu trượt trên đường đi, với lại đường đá nữa, khó kéo nữa. Trời, kiểu nói chung là cả một buổi sáng là người Khanh tắm xong là sạch sẽ đúng không, bước ra khỏi nhà là sạch sẽ đúng không, lên tới nơi kéo hành lý đi ra trạm tàu, người nó đổ mồ hôi từ trên xuống dưới. Giờ người Khanh đã dơ lại rồi, không thích tí nào hết. Ok, để Khanh lấy cái tay nghề của Khanh. Ok, bây giờ thì Khanh sẽ ngồi làm bài xong nghe nhạc, rồi đợi tới giờ bay thôi. Cause baby I've been dreaming about us, and I can't help but wish that all my dreams came true. But I'm not ever wishing on a star. Chuẩn bị lên máy bay đi Amsterdam. Amsterdam xong mới tới Hồng Kông, Hồng Kông rồi mới bay tới Thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là bay rất là dài. Ok, bây giờ Khanh đi lên máy bay nha. Tạm biệt, lát gặp lại các bạn ở Amsterdam. Chuyến bay Khanh bị delay một tiếng mấy nên cho ăn bánh đỏ. Just writing all my feelings out on this page, deciding whether I should just confess or hide it. Tell myself it's for the best, but either way I go, I know you're never gonna feel the same. So I drink of my coffee, harder iced, to get me. Hey ladies and gentlemen, Captain here. I'm already started our container across towards Amsterdam International Airport. Unfortunately, the weather
start dreaming about you. Lately you've been counting way too many sheep, way too tired to even see that we don't last just in your dreams. Oh, every morning I wake up wishing that you would see. Oh, 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 you know I fall asleep too early and you sleep away too late. How I wish that we can meet up in the middle of the day. But till then I guess I'll see you in my dreams, dreaming of the moment when you're here right next to me. Oh, lately I've been sleeping way too much, oh, cause baby me. I've been dreaming about us, oh, and I can't help but wish that all my dreams came true. Oh boy, just wake up and I'll make it true. Chào mọi người, bây giờ thì Khanh đang ở chùa cổ sư của Khanh. Hôm nay là rằm nên là Khanh lên chùa ăn chay. Khanh mới được mua bộ đồ nè, mặc mát lắm. Bây giờ thì Khanh đang ăn trưa. Chút nữa thì có chị của Khanh qua nữa, chị hậu của Khanh qua nữa. Xong rồi ngồi chơi nói chuyện thôi. Bây giờ thì Khanh sẽ vô ăn tiếp, rồi đợi chị Khanh qua nha. Ok, bye bye. Chị đi đi hái đi. Hồi đi vòng ra hái đi. Chị đi hái được một mớ rồi nè. Trái nó gần quá. Đi vòng qua đi. À, đi vòng qua. Mình sẽ đi hái mận. Khi mận mấy chục năm mà vẫn ra trái. Xa quá em sợ lỗ cao. Đây nè, đi. Cái chỗ bên kia kìa, lúc mà dòng lại bên kia kìa, nó có mấy cái cành đó. Nhỏ xíu à. Trái đó đó, nhưng mà hái được. Ui, em sợ đục cao quá à. Để hái mấy trái vậy? Thì hái đi, cứ hái đi. Hái có ăn hết rồi mà hái. Ui. Đây là xanh hối đó. Em không muốn làm rớt cái nào hết. Trong tay em đã có 4 trái. Ui. Giờ mình đi hái nhãn. Chụp đi hả? Chụp đi, ấy là chụp cái cây á. Cái cây là sao? Cái cây mà. Rồi không có trái nhãn nào luôn. Má chỉ có mấy con bọ xích chui. Thôi đi, đi xuống đi, đi xuống đi. Không có trái nhãn nào hết. Chúng mình sẽ đi gọi là gì đó, leo lầu hái ớt. Một người phụ nữ thấy đang ớt ập ập. Rồi, chuẩn bị cảnh đẹp nha. Nhưng hoa đậu biết vậy. Trời ơi, ăn hết không vậy trời. Trái nhiều lắm đó. Hai trái đó gần như bằng nhau. Chịu chưa? Ủa, em thấy ba trái mà. Trái mà xanh nè. À, ok. Rồi, buổi tối của tụi mình có nuôi 5 màu với lại rất là nhiều nấm luôn. Ăn tối. Ở Việt Nam mình phải ngồi như vậy. À, ở Việt Nam thì mình phải ngồi như vậy. Để anh bắt trước chị đi. Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon, I'll take you to the beach, get our toes wet. Hãy cho phá sát. Sau khi đi ăn trưa với bạn đại học của Khanh thì bây giờ Khanh đang xuống sách đi mua vài cuốn của Thạch Lam, đợi một bạn khác để ăn tối. Cũng không có gì nhiều hết. Lâu rồi chưa đi coi sách. Choose what I wanna take you with, because I know what I'm gonna see.
Khánh muốn đi ăn mới chịu à? Push, push. Push the bar. And I try to say this to you. Can we dance in the moonlight? Hold hands if the mood's right. Make plans to the sunrise. And sleep tonight. I'll take you to the beach. Get our toes wet and leave after sunset. You're always on my mind. Wondering when you will tell me that you really wanna be mine. Spent a couple of hours and a couple of days thinking that maybe I read the wrong signs and that you just don't feel the same way. Cause I have been waiting for quite a long time, impatiently giving you reasons to find courage to say what you're wanting to do. I just wanna hear this from you. Can we dance in the moonlight? Hold hands if the mood's right. Make plans till the sunrise. And sleep till noon. I'll take you to the beach. Get our toes wet. And leave after sunset. And I would do it all again. Cause I don't want my day to end with you. Chào mọi người, bây giờ thì Khanh đang ở nhà và chuẩn bị đi ăn tối với gia đình của Khanh. Ok, bây giờ thì Khanh đang đợi em Khanh thay đồ, dẫn Khanh đi ăn tối với gia đình Khanh. Thì ba mẹ Khanh lên quán rồi, em trai Khanh đang chuẩn bị bước ra đây. Người đẹp trai. Nhà Khanh sẽ đi ăn lẩu dê, nhưng mà Khanh có đồ ăn gọi là đồ ăn chay nên là sẽ có thể ăn với mọi người. Xong về nhà bây giờ. Này bạn kém kiếm sao gì đó. Mọi người, bây giờ thì Khanh đang ăn trưa với mấy tụi em của Khanh. Hôm nay thì đi ăn lẩu. Đây, tụi em của Khanh bây giờ đã đi coi các miệng rồi. Lẩu ở đây như lẩu Đài Loan. Bự. Em Khanh đang đem đồ ăn tới. Ăn gì vậy? Dạ cua nữa hả? Nó vô nữa đây, quả chơi nhầm đây. Thôi lười quá. Ở quả có nhiều đồ ăn lắm. Wow, đồ ăn quá trời luôn. Một lẩu riêu cua, một lẩu Đài Bắc, lẩu chay và lẩu Thái. Ăn gì vậy Tì? Đồ ngọt. Đúng là đồ ngọt thôi mà. Chết chữa, nó phải lao cho nhiều chứ. Chặt đi, kéo cắt đi. Dữ dội luôn. Ngon nha. Khi mẹ làm mẹ không làm, để nó làm mẹ ngồi đó mẹ cười. Để cho nó mổ xẻ, mặc mổ xẻ. Không, dịch con phải xay lại chiều kia, cắt làm đôi, ok, không? Làm đôi á, làm đôi. Ừ, đúng rồi, dịch đó.
nổi là sao một liền đi tụi quá, ngắm cái điểm thật một cái cầm cái lươi dùng tay phải coi chặt được không? And maybe it's too soon to call, but if I wait too long, I know I might end up losing you instead. So instead, I have been waiting for long, long since the last time that we talked. I don't wanna come off too impatient, but I'm not patient at all. Can I hit you up? Or am I the last thing you're thinking of? I won't mess up your plan time. Just wondering, can I?